Thì con đứa kia mà chỗ bữa bị sẹt đốt sống thì nó không có thấy, mà nó nói ở 2 phút dưới đây bị gì muốn hư vậy thầy. Cái đó là bị thói quen. Dạ. Ừ. Thầy cái này thì em thực hiện mấy cái điều mà tôi nói hôm nay thì nó mới cứu lại cái cuộc sống đó, đời sống. Ừ. Thấy nhìn. Rồi. Rồi xin mời mọi người đặt câu hỏi từng bước. Khoan, từ từ. Cho người lớn tuổi trước, cái cô này trước đi. Dạ, thưa thầy, em ao ước được gặp thầy bởi vì em coi trên mạng á. Em thấy hay quá, nhưng mà bây giờ người của em mà chân của em đau mà rút chân lại, có khi sụp cái khớp gối này mà không có sưng đỏ mà cứ đi không được, giống như bị chuột rút và căng này. Nhưng mà đi là nó không có, có khi nhả ra mà có khi nó lại đau rút lại. Nhưng mà bây giờ em áo ước học để mà thứ nhất là mình phục vụ cho đời, mình giúp cho xã hội, thứ hai là mình chữa cho chính mình. Chị đi bao lâu rồi? Thưa thầy, cách đây mấy năm là bị rồi, nhưng mà bây giờ nó đổ ra nặng là hơn 1 tháng đi. Cái em đi bệnh viện nhìn phân tuyến là người ta nói bị cái gì đó, thoái hóa khớp nặng. Thoái hóa khớp nặng. Dạ, uống giảm đau 1 tuần, cái không uống được bỏ. Bỏ xong rồi ăn cơm gọi đứa cuối mẹ, được mười mấy ngày rồi, nhưng mà vẫn đau thần kinh tọa rồi. Thì đệm kéo xuống, đi bây giờ đi khó khăn rồi. Cái phương pháp của mình á, dạ, là chị chú ý vậy nè, là cái chuyện cái chân của chị á, thì khi mà chị học cái lớp căn bản và nâng cao ở đây á, chị phải học một lúc 2 lớp, thì nó sẽ chỉnh cái cuộc sống của chị, cái đầu gối của chị. Tất nhiên, thầy đứng 5 phút là tất nhiên á, là khi mà để chỉnh cho cái cuộc sống, cái đường lối của chị á, thì chị phải thực hiện mấy cái bước mà đây hướng dẫn. Bước ở đây hướng dẫn á, là nhịn ăn, hút không khí, chườm đá và uống nước ớt. Tuy nhiên á, là đối với cái trường hợp mà ăn gạo lứt muối mè á, thì chị nên chấm dứt khi mà chị thực hiện cái phương pháp nhịn ăn ở đây. Đây chị biết không, để buổi trưa á, chị ăn phải cho thật đầy đủ, có thịt, có cá đàng hoàng, có dinh dưỡng đầy đủ để mà nó bù đắp lại cái phần thiếu của cơ thể, chứ không có thể nào mà ăn cái kiểu như là gạo lứt của mẹ nó không đủ sức nó bù lại thì cái chân con chị không hết. Cái điều thứ hai nữa đó là ở đây sẽ tư vấn cho chị á, nếu mà trong trường hợp là chị có cái phim á, thì sẽ coi lại cái kỹ cái phim của chị chút xíu, nếu cần thiết thì chị phải bỏ tiền ra mua cái đai, một cái đai mà nó nâng cái đầu gối đó lên thì chị mới ổn được nha. Thì cái đó là sẽ nói với chị cụ thể hơn. Rồi ai tiếp đây? Rồi mời bác đi. Cứ ngồi tại chỗ, cứ ngồi tại chỗ được rồi. Dạ. Nói gì ạ? Dạ, thưa thầy, đó là cũng bị đau cái chân á, bị chuột rút cách đây cũng 5 rưỡi rồi, cũng bằng Tết á, nó tự nhiên nó nặng, nó sưng lên á. Mới cũng mới về quê là uống thuốc rồi, mà mới giờ đọc trên mạng á, thấy thầy chữa như đó, tiến tới tuần tới để học đăng ký khoa học. Mà chị nó bị cái gì? Nó bị giờ gạt bẻ thôi, mà giờ nó hơi đau, nó hơi cứng. Giờ bẻ, à được rồi. Dạ. Cái bệnh của chị á, thì cũng chị cũng sẽ ở đây sẽ hướng dẫn cho chị cái cách ăn uống với chườm đá các thứ, nhưng mà riêng của chị á, nó là cái chứng là tắc van tĩnh mạch, thành ra là máu nó không có lưu hành tốt được, do đó nó mới có cái triệu chứng đó. Thì chị cứ đến học rồi hướng dẫn cho chị, rồi cái bài tập luyện á, sẽ giúp cho cái chân thì nó hồi phục nha. Rồi ok, rồi tiếp nữa dưới này. Rồi mời bác. Thưa thầy, tôi cái đầu gối bên phải nó mất vì nó mất cái đĩa đệm hàng hơn 20 năm rồi, không còn đĩa đệm nữa. Mà hai cái khớp xương, đầu khớp xương nó sưng phù lên. Thì như vậy nó dính nhau không dối thẳng ra được. Thầy có cách nào chữa cho nó thẳng ra được không? Thì đó học thôi. Bây giờ thực ra cái bệnh của anh nó là khó lắm. Thứ nhất là 20 năm rồi, thứ hai là từ khi mà nó bị mất cái sụm á, rồi nó làm cho dính khớp luôn. Thành ra là để mà
làm lại được cái đó là chỉ có cái duy nhất mà tốt nhất á là mổ hai khúc gối thôi. À, cái đó là nguyên tắc là khúc gối thôi. Còn nếu như á, trong trường hợp á, mà bây giờ nó anh có đem phim theo không? Không. Và nó dính hẳn luôn rồi phải không? Và nó dính hẳn thì chỉ có bằng cách là phải chấp nhận cái kiểu đi đó thôi. Và bây giờ ở đây á, giống như bây giờ hồi xưa giờ cái chân nó chia làm 3 phần, bây giờ nó thành 2 phần thôi, một phần thôi, vì nó dính cái đó lại rồi, nó cứng rồi, thì anh phải chấp nhận cái đó. Và nếu như á, mà tôi bẻ gãy ra là chết anh á, tại vì cái tuổi của anh nó là không có thể nào bẻ gãy được, cho nên nó là phải bảo vệ là cái đó. Và muốn bảo vệ cái đó mà cho nó tồn tại mà có để mà nó vững mạnh hơn á, thì anh cứ việc học ở đây người ta hướng dẫn ăn uống tập luyện sao thì anh cứ làm đúng như vậy á thì nó sẽ ổn cho anh. Thì cũng có thể là trong quá trình 2 ngày tôi sẽ giúp cho anh một lần, tại vì tôi còn ở lại đây là 2 ngày, ngày mai với ngày mốt nữa rồi tôi sẽ đi, thì tôi sẽ giúp cho cái lớp căn bản buổi sáng mấy người, rồi lớp nâng cao buổi chiều mấy người, rồi tôi sẽ hỗ trợ cho anh ha. Rồi ok, rồi xin mời. Rồi em tiếp. Dạ, thầy cho em hỏi gì thầy, ông anh cũng bị tai biến cũng một năm nữa thầy. Mà thứ hai thì ảnh cũng đi, ảnh bị tiểu đường biến chứng đó thầy. Thì giờ ảnh đi mà giờ ảnh tự ảnh nói ra thì không được. Giờ hỏi ảnh ăn cơm chưa thì ảnh tự biết là chưa hay là không, chỉ có câu đó là dứt khoát. Rồi ảnh không nhớ gì hết. Đó là thì bây giờ cái chuyện mà tiểu đường á, tiểu đường của tiếp hai đó thầy. Cái chuyện mà phục hồi của ổng á. Dạ. Thì đó là bây giờ anh coi như là anh bảo kê cho ổng phải không? Dạ. Em nuôi. Hả? Em nuôi đó là cái anh gì anh thầy gì đó là hẹn ngày mai tới đó thầy. Em có tới đây mà thầy. Dạ. Cái nhà này ngày mai mà anh để chân quán. Để tôi dẫn ngày mai mới chở anh xuống. Thì em nuôi. Em nuôi á. Không phải. Tại vì là ổng không có cái đầu óc á mà tỉnh táo đàng hoàng. Dạ. Thì phải có cái người đảm đương cho ổng. Dạ. Có người đảm đương cho ổng. Thành ra là phải bảo kê cho ổng mới được. Dạ. Bảo kê cho ổng là phải hướng dẫn cho ổng nhịn ăn sao nè. Dạ. Hướng dẫn ổng hút khí sao nè. Thì phải đi tập hút cho ổng. Dạ. Rồi tập cho ổng, rồi chùm đá phải làm cho ổng. Dạ. Rồi tất cả những cái điều đó là phải chính mình phải làm cho ổng. Dạ. Thành ra là anh phải đi học trực tiếp rồi hướng dẫn. Dạ. Rồi còn cái chuyện mà anh nói không được rồi nè thì tôi hứa sáng mai tôi sẽ giúp. Dạ. Một lần vì anh cứ dự lớp đi. Dạ. Rồi ngày mai là đưa đến đây tôi sẽ làm cho anh để cho anh nói được. Dạ. Để cho anh phục hồi một phần nào. Dạ. Còn cái chuyện mà điều trị tiếp theo và lâu dài thì là cái người nhà phải học để giúp. Dạ. Ok ha. Nhưng mà cái khả năng đó như thầy không thấy nói được. Cái chuyện cái khả năng nói được không là ngày mai biết liền. Dạ. Bởi vì anh đã chờ cả năm trời anh không trả lời được rồi. Thì bây giờ ngày mai á, bây giờ tôi làm á là sẽ thấy hiệu quả trong vòng có 10 phút thôi. Nói được hay không nói được là sẽ thấy liền, anh khỏi lo. Yeah. Ok, chứ còn ở đây không có nói trước được. Xin hết, cảm ơn thầy. Ok, rồi. Rồi. Trượt 4 đứt lên 6 hay là 1 năm. Ừ. Nó nhất cái lưng này chạy trên đây cái bằng chân này tê cứng đó. Dạ. Cái lưng đó thì ở định hình nó bị hỏng chỉ định mổ. À, chỉ định mổ. Sợ quá. Sợ quá không mổ. Dạ, hỏng thôi cũng nhờ thầy. Rồi, nhà chị ở đâu rồi? Dạ, quận 4. Hả? Quận 4. À, quận 4 gần đây mà. Rồi bây giờ vậy. Tức là cái trường hợp của chị á thì sáng thứ tư tôi sẽ điều chỉnh. Tại vì tôi là ngày học thần kinh tọa. Thì Kiên chị sẽ đăng ký cho Kiên. Rồi sáng tôi chỉnh cho cái cuộc sống lại cho. Nên tại vì ngày mai thứ tư tôi chiều tôi đi rồi. Nhưng mà buổi sáng tôi sẽ chỉnh cho chị. Ok. Em từ từ bình tĩnh. Cứ lần lần ai cũng được trả lời đó. Rồi, go đó. Thôi mọi người yên lặng đi. Thôi mọi người yên lặng đi. Dạ rồi. Cho hỏi hai cái là cô ông trả lời trước đi. Cái cổ là thầy nó đau á, ngủ vậy là xây qua đây xây qua đây không được. Nhưng mà hôm đầu cái cổ đau á là bước xuống sáng bước xuống đất thì mấy cái ngón chân á nó
co quắp lại vậy nè, đi một hồi nó mới thẳng ra được. Đúng rồi. Thì nó đau, sáng mười là mấy cái ngón này nó cứng mà. Nó cứng lại như là mấy cái ngón chân co quắp lại vậy nè. Rồi được rồi. Dạ. Hiểu rồi. Bây giờ vậy nè. Bây giờ chị phải cố gắng đi học. Nhưng đó là không có gì không thoát được. Không có trốn đón, trốn đánh nhiệm vụ được. Và trưa nay mà ăn cơm mà chị đánh chị nhà đâu lên? Dạ, ở dưới Nhà Bè. Nhà Bè. Ông này ở Hà Nội vô phải không? Đồng Nai. Vâng. Đồng Nai. Ông này Đồng Nai. Chút xíu là chị hỏi ông cái ông nào mà bị viêm đa khối vàng thấp mà ở quầy Bắc vô đó. Tôi. Là anh phải không? Thì chị hỏi ông này, nói chuyện hơi tâm sự với ông chút. Thì tương lai chị sẽ giống ở hết ông. Thì cái viêm đa khối vàng thấp đó là cái dấu hiệu đầu tiên của nó là cứng khớp buổi sáng. Và cứng khớp là tay và chân. Sau đó lần lượt cái này nhìn chị coi nè, cái bàn tay chị sau này sẽ đẹp như ổng nha. Thì nó sẽ nổi cục hết. Và bây giờ để cho con không có cái trường hợp như vậy là chị phải áp dụng đúng cái phương pháp như tôi đây nói, để cho chị đừng đi đến cái tình trạng đó. Còn cái ông này á, là ông cũng chạy tứ xứ nè, ông chữa đây chữa kia chữa nọ nhưng mà không đúng. Và cái viêm khớp đa khớp dạng thấp á, đối với Tây Y á, là một sự xấu hổ của cái ngành Tây Y, là họ chỉ cho uống thuốc giảm đau chứ không giải quyết được. Cho nên á, là anh này phải chấp nhận cái cuộc đời tàn phế, cứ càng về lớn tuổi càng tàn phế. Còn nhưng mà phương pháp mình á, là nó không cho phép cái sự tàn phế đó, nhưng mà nó bắt buộc mình phải luyện tập, nó bắt buộc mình phải ăn uống đúng cách, nó bắt buộc mình phải trồn đá suốt cả cuộc đời. Để chị biết không? Để cho cái lượng máu á, nó vô đầy đủ, những cái mao mạch nó vô đầy đủ ở những cái khớp xương, ở cơ, và nó nuôi dưỡng để cho đừng có cái tình trạng thiếu dinh dưỡng, thiếu oxy, để mà nó làm cho các cái khớp nó bị biến dạng. Ok không? Thành ra là dứt khoát phải cố gắng học đi để cho đạt được cái điều đó. Rồi, xin mời người ở dưới đó là anh Đeo Kiến đi. Thầy, tôi hồi năm 2004 á, tôi đang ngồi làm việc thì tôi biết tôi rớt xuống đó. Khoan, nói bình tĩnh lại, sao? Tức là năm 2004 á. 2014. Dạ, yeah, đang ngồi làm việc thì tôi biết tôi rớt xuống đó, thì tôi cú xuống á. Cầm tiếp lên kêu cốc, nó lò nè. Cốc cái lưng. Dạ, cốc cái lưng. Thì như vậy thì từ đó, từ 7 tháng, cũng mơ đi tháo sỉ, cũng cho thuốc uống thì bớt. Rồi xong, cứ 7-8 tháng là nó lại bị lại một lần. Đúng rồi. Nhưng lần này á, thì ngày cách đây một tuần nó bị lại, tôi có đi chụp hình. Kết luận là nhất là bong gân cột sống, thứ hai là không qua cột sống, không cho thuốc uống. Mà đặc điểm là nằm xuống ngồi dậy đau, ngồi dậy từ từ nhưng gọn đau. Cho nên do thằng tôi coi coi mạng thấy thầy hay quá, tôi mới quyết tâm cái này. Anh yên tâm á, là cái bệnh của anh á là còn nhẹ lắm, nhưng mà để cho khỏi á, anh vẫn phải áp dụng mấy cái phương pháp mà đi hướng dẫn. Tức là nhịn ăn, hút không khí, chườm đá nóng và uống nước ớt. Rồi á, cái ngày mà tôi chỉnh cho anh á là sẽ ngày sáng thứ tư, tức là cái bài học tự kỷ tọa đó. Rồi chắc chắn một điều là tôi làm cái anh hết liền. Nhưng mà con cái á, là tôi mà làm hết liền á, anh tưởng hết liền mà anh không có thực hiện giống như tôi nói á, thì anh sẽ bị lại. Thì giống như mà tôi đã nói vậy đó. Thành thử á, là quyết tâm học trong vòng 5 buổi. Thì cái buổi ngày thứ tư á, tôi sẽ giúp cho anh. Rồi anh đừng có tưởng bở. Bây giờ thấy hết liền cái nó đú đa đú đỡ chạy mất mẹ đó. Thì không được. Phải không? Thì ở đây để học cho đủ. Rồi ở đây á, cái chuyện tôi điều chỉnh là chuyện, còn ở đây sẽ học cho anh cái cách đó để điều chỉnh, tự anh điều chỉnh cái cuộc sống của anh để anh không có bị tái lại. Thưa thầy, trong trường hợp mà thầy bắt đầu buộc, thì trong trường hợp tôi đang hút tây, tôi có uống nữa hay là ngưng? Ngưng. Bởi vì thuốc tây á, mà khi họ cho anh uống á, là họ chỉ hại anh thôi. Bởi vì là cái của anh là bị ngay cuộc sống, họ cho anh uống cái đó là anh sẽ bị đau bao tử luôn. Một chút xíu sau này á là em cho ảnh cái cục đá lạnh đặt ngay lưng giùm cho thầy cái. Ở đây á, tôi sẽ cho anh cục đá lạnh mượn chứ không có cho anh.
đặt vô một chút xíu là ông hết rồi, không không cần phải viên thuốc nào ha, thì ông sẽ thấy đỡ liền. Nhưng mà để tới ngày mốt á, tôi mới chỉnh cái cuộc sống ông trong cái lớp mà học mà thịnh cái tọa đó nha, ý chí rồi yên tâm. Rồi tới chị đó, rồi đó chị hỏi đi. Hai tháng nay uống thuốc bệnh viện mà đỡ nhất mỗi cơ, nhưng mà hai cái bàn chân nó vẫn tê, đứng lâu nó cơm tê, ngồi lâu nó tê, giờ hiện tượng tê coi như là uống thuốc không khỏi. Đúng rồi. Ở đây á, thì đối với những cái trường hợp suy giãn tĩnh mạch chân á, thì ở đây không cần uống thuốc, mà cũng không cần mang tất mang vớ vậy, nhưng là phải tập luyện. Tại vì á, ở đây á, là cái mà bị cái suy giãn tĩnh mạch chân á, thường là do tắc cái van tĩnh mạch. Ở đây sẽ dạy cho cách mở van, mà cái quan trọng của cái chân á, là cái tiền tê là một chuyện nhỏ thôi, cái chuyện lớn á, là khi mà nó càng nặng á, thì tối chị ngủ á, chị bị chuột rút á, chị đau đớn vô cùng. Nhưng mà tôi thì tôi khuyên chị á, là bây giờ chị có còn đi làm việc không? Không thì chị nên đi dự luôn hai lớp à, tại cái lớp buổi sáng á, thì dạy căn bản về đẩy máu, bơm máu, điều chỉnh cái chân. Nhưng cái buổi chiều á sẽ dạy buổi tối ha, buổi tối á sẽ dạy cho chị mở mấy cái van nè, thành ra là chị cố gắng đi dự hai lớp đi. Nhà ở đâu lần? Đồng Nai thì ở Biên Hòa này, Biên Hòa gì? Biên Hòa thì gần rồi. Biên Hòa ở phường nào? Ở Quán An. Ô vậy thì Quán An nó đi xẹt ra cái chạy tới đây rồi, à, đi hôm nay cái tới rồi. Quán An còn gần hơn tôi ở Phú Long. Ok, yên tâm đi, rồi chị đến đây là chị đã được gắn mát rồi, cái đó không lo. Rồi tiếp nữa ai? Rồi mời anh. Báo cáo thầy em thì cái nó có nhập. Không có, cái ông ngồi sao đang đưa tay về tính nó. Vâng, dạ thưa thầy, là tôi năm nay là 61 tuổi rồi. Tôi về hưu, năm nay là nó bị vừa rồi khám cộng hưởng từ là nó bị thoái hóa đốt sống cổ với thoái đốt sống lưng. Đúng rồi. Thế là uống thuốc của bảo hiểm mãi mà không khỏi. Sau mua các cái loại thực phẩm chức năng chết nữa, bị bà nữa. Không khỏi. Bây giờ nó cứ đau mà nó kéo xuống hai tay với lại kéo xuống chân. Ở lưng thì kéo xuống chân, mà ở cổ thì lại kéo xuống tay. Mà cũng tập chịu khó tập dưỡng sinh thì tốt rồi, nhiều quá là tập mình tốt đó, nó cứ đau như vậy. Thế nghe tìm thầy cái trên mạng xuống để hỏi thầy xem cái bệnh này chữa khỏi hay không. Cái bệnh người ta nó thói quá đó thì đồng nghĩa với chữ lão quá, bởi vì anh già rồi thì phải chấp nhận cái đó. Còn nếu như á mà anh muốn mà cho, tôi không có dùng cái chữ khỏi, mà cho nó ổn định để không còn đau nữa ha, và không làm cho cái bệnh nó trầm trọng thêm nữa, thì anh nên tham dự lớp học. Còn riêng cái cổ anh á thì có thể anh nhả đâu lần? Ủa hai người trong gia đình nè. Về thôi, hai người đi học là được rồi. Hai người cùng đi học được rồi. Thấy không? Thì như vậy á là nghỉ rồi. Thôi, bây giờ coi như là cái viện đây là nhà đi. Chịu khó mà đến đây để mà học, để điều chỉnh. Còn chắc chắn là tôi sẽ điều chỉnh cho anh một buổi. Có thể là tối mai thì tôi sẽ làm cho ổn cái. Thì bây giờ hai người đăng ký học luôn buổi sáng buổi tối luôn đi. Coi như vậy đi. Rồi cái gì tôi sẽ điều chỉnh lại cho tối mai. Rồi để cho nó ổn lại. Thì chắc chắn tôi làm cái là cổ lưng anh hết liền. Nhưng mà cái đó tôi đã nói rồi, đừng có tin vô cái chỗ đó, mà phải tin vào cái sự mà ăn uống tập luyện của mình, để cho nó đừng có lão quá nữa.
Rồi ở Quá An là ở theo đường lộ hay là ở bờ sông? Giáp đường lộ. Giáp đường lộ hả? Dạ. Rất bụi bặm dữ á. À, không bụi lắm thì tại vì trong cái phần hút không khí ở đây á thì nó hơi về hút cái không khí sạch sẽ chút thôi, nhưng mà yên tâm hai vợ chồng tới đây là cũng ok rồi à, rồi thôi được rồi, rồi yên tâm rồi. Ông gì ông hỏi gì? Tôi à? Ừ. Ông hình như là đang học ở đây hả? Tôi là đây bị tai biến mạch của mô não tính đến nay là 1.5 năm rồi. Dạ. Vì từ ngày 14 tháng 12 năm 2016. Thế sau đó thì tôi lên mạng tôi gặp cô Yến và tham gia một cái lớp học, một lớp cơ bản, một lớp nâng cao. Đúng rồi. Vào ngày 28, 29, 30 của năm 2016. Yeah. Thế thì đến nay thì tôi đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức của thầy, của thầy Châu, của cô Yến, của thầy Kiên, thầy Bảy. Tất cả các bài nói về chữa tai biến mạch của não, kể cả những bài thầy giảng ở nước ngoài như ở tiệc hoặc là thầy giảng ngay tại cái hội trường này, tôi đều xem hết và tôi cũng có hội vận dụng. Và hàng ngày trước hết là cái hàng ngày là tôi thường đá, tôi thường đá tính rằng là 1.5 năm này rồi. Có nhịn ăn hớp không khí không? Có nhưng mà hớp thì thế này, hớp buổi sáng tôi hớp ở trên ban công, nhưng tôi hớp nhiều nhất là buổi chiều tôi đi bơi. Bởi vì tôi hợp hức thật thông, tỏa ra thật thoải mái. Đúng. Thì lên người nó rất là khỏe. Đúng. Bây giờ tôi á, là không kể ngày nào nước lạnh như thế tôi vui vô tư không để không lạnh đấy. Cái còn và cái gì là tôi trồng lái là trồng lái tới ngày tôi trồng 4 tiếng, 2 tiếng sau khi ăn, 2 tiếng sau khi 2 tiếng đều thôi, sau khi ăn cả 2 tiếng buổi trưa, 2 tiếng buổi tối trước khi ngủ. Và cái tác dụng của trường đá thật, nó có những cái không tưởng tượng nổi. Ví dụ như thế này, tôi là hoàn toàn bây giờ không hề đau lưng một tí nào. Lưng lượng tuyệt đối tốt. Và hai là đi tiểu rất ít. Một đêm tôi ngủ một mạch đến sáng hoặc là chỉ một lần. Đấy là tôi thấy cái điều đó là cực kỳ tốt. Tôi là tôi tích cực gầu như không ngày nào nghỉ, cứ ngày 2 lần 4 tiếng. Và nếu như nói về tôi vận động cả không hết của cô Yến nhé, là tắm nóng lạnh nữa. Như vậy là một ngày tôi làm nóng cơ thể 5 lần, tất cả 2 lần trường đá và 1 lần tôi buổi sáng tôi nằm ở cái giường của Hàn Quốc chỉ bật cái lên thôi. Đấy là ba lần và 2 lần làm nóng bằng tắm nóng lạnh. Thì sáng nào không tắm nóng lạnh, tắm nóng là nóng già, nếu mà không chịu nổi nữa thì tôi vặn sang lạnh. Rồi thôi bây giờ được rồi, bây giờ bác yêu cầu cái gì? Bây giờ này tôi chữa nhiều nơi rồi thì bây giờ cái tiếng nói của tôi muốn và cái hàng muốn nói được liền đấy, thì bây giờ muốn nhờ thầy xem thử cái là hai cái đồng thể nó không chưa và thầy bấm tất cả nào là bấm cái này không tư mua hết, nhưng hình như tôi bấm nó không đúng hết, nên là thầy sao cái gì cứ còn lại muốn nhờ thầy xem thử như là thầy chỉ em bấm như thế nào cho nó đúng. Tôi bấm cho bác được mấy lần? Chưa được lần nào. Thầy bấm đau nhưng mình vẫn thấy ác không? Chưa được. Thầy bấm đau mà mình đây có đang bấm đau đâu mà chẳng thấy. Người đồng hương Vương Hải nhá, cũng Vương Hải của ai? Bây giờ tôi nói bác nghe nha. Tôi bấm đau lắm á. Không đau. Rồi bác nói cái từ nào mà bác thấy khó nhất? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi bác la lớn được không? Ví dụ nói 1 mà lớn thì lớn được. 1, 2, 3. Ok được rồi. Bây giờ bác đứng dậy nha.
bây giờ tôi làm đau ráng chịu nha. À, đấy bữa nay là yêu cầu cũng như đó thôi, kể lễ chi nhiều á. Cái mềm con cổ mềm xuống. Quay cái cổ cái mềm. Bây giờ điếm lại đi, bây giờ điếm nói lớn lên đi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Bây giờ nói nghe sao rồi? Nói rõ hơn. Rõ lên, rõ. Mà quê đâu đi? Quê tôi ở Nam Định, nhưng mà hiện nay đang ở Đồng Nai. Đừng đi ra, đừng đi ra, đi qua Đồng Nai. Đấy, bây giờ nói rồi, còn hơi cứng ngạc chút xíu thôi. À, nhưng mà bây giờ nói rõ rồi. Nói bất động rồi. Ồ, vậy đi. Đúng đại cái. Húng đàn cái. Húng này nè. Rồi, rồi, rồi. Rồi. Rồi bắt về thằng kia. Bắt về đó. Rồi bắt về đi, đi. Vui đó. Đấy. Rồi bây giờ bắt đứng dậy đi. Đó. Bây giờ bắt nói là bắt bị bao lâu rồi? Tôi bị từ ngày 14 tháng 12 rõ rồi, rõ. 2016. Rõ rồi, rõ rồi. Đúng là cười rơi nước mắt luôn á. Bạn bình tĩnh. Còn thôi được rồi, bắt ngồi xuống được rồi. Vậy là tự nhiên chúng ta nợ xong rồi. Rồi hỏi đi. Bị giống như nghẹt từ mũi, thở không nổi, giống thở không có xíu ra đây. Với hai cái cổ tay giống như bung gân ra vậy, nó đau buốt hoài, bị hơn năm nay. Mà nó cũng dạ, nó, ngày mà tối cũng thở mà giống như mình ngủ thì ngáy lắm, mà thật sự không phải là nó không có thông được. Được rồi. Dạ. Ở đây á, dạ. Là hồi nãy giờ tôi nói là chị biết rồi, dạ. Chị cứ thực hiện đúng cái lời tôi nói đi. Tức là chút xíu ta sẽ nói vấn đề ăn uống rồi chồm đã, sao chị làm cho đúng đi.
rồi là ngày mai sẽ học cái bài bơm máu lên trên đầu để chữa lỗ mũi lỗ tai rồi hết. Thì ngày mai là xếp lịch cho cô này cho thầy chữa cho cổ buổi sáng. Em đừng hỏi nữa Khoan. Em hỏi hôm bữa anh mới kéo xương, giờ anh tập mấy bài tập trong. Thì em cứ tập đi, cứ tập đó thôi. Cứ hỏi hoài để cho mấy người ta mới đi. Ý là em hỏi tập là tập. Rồi, chị hỏi đi. Hôm nay em là mới là em mở trên mạng coi thầy đấy, phải nói là em mê thầy, mê cả học viên của thầy luôn, mê mọi người dạy luôn phải. Em mê nó mà em coi em không có cho mạng quay, nếu mà quay bấm thằng khác lại mất phụ kiếm lại khó lắm. Em cứ để suốt quay ngày đêm luôn mà em không ăn ngủ một tuần nay. Thế là hôm qua em lên từ sáng thì em đăng ký học, nói sao em đến em hỏi em đóng hai khóa học luôn, học sáng nay và tối nay luôn. Em máu có đó luôn, mê lắm. Mà hôm nay là phải nói là em coi trên mạng là em thích vô cùng. Hôm nay em đến học bằng được mà em chỉ có đau này, em bị giãn cơ cái tay này. Cô nãy là cô làm cũng hơi sơ cũng bớt chút thôi chứ chưa được bớt hẳn. Với lại em bưng cái nồi rượu quá nặng á, nó bị giãn cái mông chỗ này, nhưng mà em trầm muối thì nó cũng bớt ít, bây giờ vẫn còn đau. Thế hai cái đó thôi. Nhưng mà ông xã em bị cái đau lưng. Rồi em có đứa con gái là nó bị viêm gan thu B, đứa gái bị viêm xoang. Thế em đi học về là chữa cho gia đình chồng con mình. Đấy. Rồi thôi được rồi, yên tâm. Tức là em... tức là trong hai ngày á, dạ, tôi gọi đây tôi sẽ giúp chị một lần. Dạ. Thì Kiên nó sẽ rất tối, chị có học rất tối. Buổi tối cái gì tôi sẽ giúp cho chị, yên tâm đi. Nha. Chỉ có một cái là với chị á, là chị phải thực hiện bốn cái bước mà tôi hướng dẫn, trong đó có nhịn ăn á, là chị bắt buộc phải nhịn ăn. Nhịn ăn. Ừ. Ở trong đây sẽ hướng dẫn cho chị. Nha. Chị sẽ cái đó là cái cơ bản. Rồi còn ai nữa không? Rồi phát từ từ bình tĩnh. Ai đăng ký? Rồi chị đi. Lúc tối thì tối nay thầy làm luôn. Rồi. Dạ, sư thưa thầy, em thì mấy khớp gối như nãy giờ thầy nói thì em sẽ tự học và tự điều chỉnh. Như vừa rồi em mới đi siêu âm thì lúc trước nó bị cái hẹp cái động mạch chẳng. Ở đây do đó nó mũ nó không tốt, và còn một lần mình chống mặt rất là nhiều, đi cấp cứu nhưng mà chống mặt nó không ói. Nó không phải là nó đội tiền đình, nó do này. Chuyện bây giờ thì năm ngoái thì nó cái động mạch chẳng này nó có 38, 48, năm nay siêu âm nữa thì nó nói là 48, 58. Dạ. Do đó nhờ thầy chỉ bấm hay nhỏ. Dạ. Ừ, đó. Nhỏ. Thì cái này. Cái vấn đề mà tắc động mạch cảnh á, thì đó là cái dấu hiệu của sơ vữa. Cái động mạch cảnh nó làm cho như vậy. Dạ. Thì cái triệu chứng mà nhiều là nhất của cái người mà bị tắc động mạch cảnh á, nó làm cho buồn ngủ, rồi ngủ gục, rồi thậm chí là không ngủ đi, không ngủ nhiều hoặc là ngủ nhiều, cái đó tùy. Bởi vì nó là cái hiện tượng thiếu máu trên não mà. Thì riêng cái phương pháp điều trị đây thì chị yên tâm một lần. Chứ nó ảnh hưởng nhịp tim không, mà tim thì lúc nào nó cũng nhanh, nhưng mà tôi ảnh hưởng chứ. Nhưng mà chị làm đúng vậy, chị làm đúng cái phương pháp ở đây tôi bảo đảm với chị là mà mạch tim được trở lại bình thường rồi. Chị đừng có lo cái đó. Bởi vì tôi là người bị tắc động mạch chẳng mà tôi tắc đến 95%. Yeah. Bây giờ trở lại bình thường hết. Yeah. Thảo quan để tôi trả lời cho chị này trước. Yeah, còn một cái nữa là nghe nói thầy đi Mỹ, thì ở bên Mỹ thì hiện giờ nhiều người muốn chờ, muốn biết địa chỉ thầy ở bên Mỹ để tôi thì chút xíu đây này có cái địa chỉ. Dạ, có điện thoại bên đó luôn. Dạ, được rồi. Rồi chị muốn hỏi gì thế? Em bị hoa mãn tính á, hoa mãn tính là cổ này. Thì cứ học đi, phải không? Không cần đâu. Mấy cái đó là hết, không sao. Mừng quá. Mấy cái bị cái hoa mãn tính á, là thường thường là một cái viêm phế quản mãn tính. Thì nó làm cái đó. Mà cái đó không sao đâu. Cứ tập đúng ở đây là được. Rồi chị bác. Thưa thầy, bữa nay tôi là lớn tuổi rồi, nhưng mà cái bệnh là... Lớn bao nhiêu vậy? Là 65 rồi. Nhưng mà cái bệnh mắt á, là sống thì ngành niềm may. Nó đau, nó cứ mắt thì không sao, nhưng mà nó cứ nóng mắt. Nóng cứ găng bàn tay bàn chân mà chữa. Chỉ là cũng như dùng thuốc đông y không à. Mà bây giờ đó, nó cũng không dám đi nhà thương nữa. Thành là nghe thầy coi trên mạng thấy thầy nữa, thầy giúp rất hay. Nên đến đây thì có thể... Cứ trên mạng là nó cứ chớp chớp miết mà phải chịu xấu vậy á. Nó chịu nóng. Yên tâm đi. Thì bây giờ là chị cứ đi học. Kinh biên rồi. Ở đây đăng ký học chiều. Rồi, được chiều. Nghe thầy giúp, tự nhiên nghe thầy giúp ai nữa liên tục. Được rồi, sẽ Kiên sẽ sắp xếp. Cái gì lớn tuổi rồi. Rồi. Còn cái chân là mới thôi, nó bạc vậy mà nó hư cái gì. Đọc vậy, đứng lên xuống bị
bây giờ nó cũng đỡ đỡ rồi đó, tập rồi đó. Nó còn có hai mắt mắt cái chỗ này nè, nó đứng đi không sao mà ngồi nằm nó cũng hơi đau. Thì nó dính cái da đó nên tôi gỡ ra. Dạ nha thầy, giúp cảm ơn thầy nhiều lắm. Rồi rồi. Đây là cái. Rồi rồi sao? Từ lớn tuổi rồi khổ lắm. Khổ gì chứ, 65 tuổi đâu phải nhỏ đâu. Năm nay 47 tuổi. Trước em cũng có bị có kỳ đẻ. Do nhiên cái bà, nhiên cái bà thấy nó bị dạng trước cái nó đau năm 2012. Thì nó đau cũng không đi, có đi chụp em ra, nó là bị độ số 5 hay là 5 với lại. Thì sau đó cũng về nhà châm cứu rồi tự tập thì nó bớt. Nhưng mà gần đây thì cúi xuống đỡ, do đau cái chân không có ngồi xuống mà cúi xuống nó cọc lưng lại. Thì khi mà nó đau, nó đau xuống dưới gót chân luôn. Em có tập mấy cái bài mà thầy hướng dẫn trên mạng. Thì nghĩa là mình, khi mình tập như vậy thì nó chưa có ớt, nhưng mà khi là mỗi lần tập bóp bóp hôi mình đi tiểu ra thì nó có mùi hôi, không biết là giống như là em cũng có uống nước nhiều, nhưng mà mỗi lần tập thì bóp hôi ra mình cảm giác mình đi tiểu có một cái mùi hôi khó chịu, không thể là không phải là cái đó, không biết là nguyên nhân thì sao. Không sao biết được, cái giờ tôi muốn là lên nước tiểu là do cái ăn uống mình nó ra thì còn tôi không có ý kiến đó, tôi đâu biết được. Rồi chỉ có một cái là cái anh đăng ký học buổi sáng hay buổi chiều nha? Buổi sáng ok. Thì có gì sáng mai á là cho thầy chỉnh ông này chút cái cuộc sống lại. Vì là cái xương kiên nặng thì ở đây đau. Mình thường thứ bảy là cũng có đau nhưng mà tuần sau. Có tôi nhớ ông à, bị ông bị cũng hơi lâu rồi, ra ông ráng chờ thêm bữa nó cũng không sao. Rồi bây giờ cái điều quan trọng là ở đây á, là chút xíu ta hướng dẫn cho mình cách ăn làm sao, cách hút không khí làm sao, cách trồng đá làm sao, thì anh thực hiện hết mấy cái điều đó cho tôi đi, rồi sáng mai á, là anh sẽ gặp tôi, ok ha, rồi tôi sẽ để cho anh lại lại bình thường. Nhưng mà dưới điều kiện là anh phải làm đúng những cái bài tôi hướng dẫn. Ok. Rồi. Dạ yeah, em. Tại con bị cái linh cũng giống anh đó, nguyên năm 2014 hết. Còn làm nặng tự nhiên cũng cục nằm bên đó. Cái còn đau quá, dựng nổi cũng lên tóc dáng á, tự vẽ hình. Cái nó ngay rồi. Cái khoảng nó hết thời gian rồi, giờ tới hồi bữa trước 03/04 á. Cái linh cũng già nó đau, nó xuống trên cái bằng đất, rồi tới trên cái chân bước đi nó nó dính như nhà hết. Kiểu như dán keo, quán keo đùm chân nó dính. Cái tay trái nó bên trái nó không sao, còn bên phải. Ngồi vậy mà cái mông nó khốn rồi với đi cái hàng dưới á. Dưới này nó người ta nhất nó khó. Sáng thứ tư. Dạ. Sáng thứ tư tôi điều chỉnh cái thành toàn. Em học cái bài điện thoại xong tôi điều chỉnh nha. Thì không lo. Giờ gặp mặt là được rồi. Đúng không? Yên tâm rồi. Điều trước là đi mà nhà có chuyện ấy, không lên lại không quay. Đấy. Không gặp thầy nữa. Gặp thầy rồi sẽ ok. Ok, rồi cảm ơn mọi người. Gì nữa? Bệnh nữa như anh con chạy thẳng rồi đó thầy. Rồi như thầy hay vậy cứ tới thầy giúp bộ trong này. Không. Để hướng dẫn cho rồi đi về thì hướng dẫn lại thôi. Dạ, thưa thầy, chồng của em á là bệnh tai biến hơn 10 năm rồi thầy. Nghe thưa thầy, thầy vừa nghe có chị bạn với học đây rồi, chị có giới thiệu rồi nhẹ mới biết đến là vậy. Xin thầy giúp chị bệnh cho chồng em, ông đi thì ảnh đi không được, ảnh nằm chỗ mà ảnh lết không mà thầy, mà ảnh nói không có nói, tức là không nói được 2-3 năm nay rồi. Được rồi, không sao. Dạ, bây giờ không? Chị cứ đi dự trước đã. Dạ. Chị là người hướng dẫn ta. Dạ. Dạ. Rồi có gì mai thứ ba phải không? Dạ. Thì có gì tối nay. Dạ. Rồi là tới cái giờ mà của dạ. Giữa đó thì Kiên bố trí là đi. Tôi sẽ làm cho ông hết trước. Dạ. Dạ. Rồi xong rồi còn cái chuyện mà đi đứng đồ này nọ thì nó cũng có thời gian nữa. Dạ. Còn nói gì tôi sẽ giúp họ phục đi. Dạ. Dạ. Ok, rồi vậy đi ha. Cảm ơn thầy.